Mến chào quý vị và các bạn, Thúy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin 24 giờ. Bản tin mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày và hơn 123 triệu người đã bị ảnh hưởng ở quận Huizhong, Vệ Châu, thậm chí tương đương với lượng mưa 1,5 năm ở Bắc Kinh. Tính đến thời điểm hiện tại, 7 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 người bị điện giật. Tính đến tuần qua, do mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông, 27 quận và huyện đã bị lũ lụt, 1,237 triệu người đã bị ảnh hưởng, 127.000 người phải di rời đến nơi an toàn, 43 ngôi nhà bị sập và 44.700 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,002 tỷ nhân dân tệ. Bà Ly, người dân thị trấn Trang Điền cho biết, do tôi đang làm việc tại thị trấn Trang Điền, nên nhà gần như bị ngập nước. Mức ngập ở thị trấn Sambabua là khoảng 1,5 mét. Địa hình của thị trấn Trang Điền tương đối cao. Các chuyên gia từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết, nguyên nhân chính gây ra mưa lớn là do áp thấp, gió mùa, luồng phản lực vịnh Bengal và Biển Đông. Luồng không khí đông nam ở Tây Thái Bình Dương hội tụ ở bờ biển Quảng Đông. Lần này, 23 hồ chứa ở Quảng Đông đã vượt mức nước cao nhất và có báo cáo về các trường hợp tử vong do đuối nước hoặc chập điện. Từ Quảng Đông, lượng mưa hàng ngày ở Huệ Châu, Quảng Đông vượt quá 1.000mm, phá vỡ kỷ lục lịch sử của Quảng Đông và bằng lượng mưa một năm rưỡi của Bắc Kinh. Nhiều cư dân mạng địa phương đã đăng trên Weibo rằng nhiều người bị mắc kẹt trên lầu và bị chết đói, không có nước và điện, không thể liên lạc bằng điện thoại di động. Một số cư dân mạng chỉ trích rằng các công trình thoát nước và chức năng trữ nước của địa phương còn kém. Mỗi trận lũ lụt đều gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản, đồng thời họ cho rằng chính quyền địa phương cần phải chịu trách nhiệm. Những ngày gần đây, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Nam của Đài Loan. Chu Hải ở Quảng Đông cũng xảy ra mưa lớn. Đây là trận mưa bão lớn nhất ở Chu Hải trong lịch sử 10 năm qua, đã gây ra hơn 10 vụ sạt lở núi và hơn 4.000 người buộc phải di rời do sạt lở đất. Đất sạt lở, đá lăn từ trên núi xuống đè trúng một số phương tiện trong khu dân cư. Tường nhà của một số người dân cũng bị đá rơi xuyên thủng. Nhưng qua ảnh có thể thấy rõ, tường nhà của nhà dân này rất mỏng. Mưa lớn cũng khiến các nhà để xe ngầm ở một số khu dân cư bị ngập, các phương tiện không di chuyển được kịp thời nên bị ngập trong nước. Kể từ đầu tháng này, nhiều khu vực ở Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn, khiến ít nhất 53 người chết hoặc mất tích. Dự kiến trong 5 ngày tới, Trung Quốc đại lục sẽ lại hứng chịu trận mưa lớn trên diện rộng từ Tây sang Đông. Trong số đó, mưa lớn sẽ bắt đầu vào ngày mai ở khu vực miền Trung và miền Nam. Tại khu vực miền Nam của Trung Quốc cũng đang hứng chịu trận mưa lớn, nhiều tỉnh bị ngập lụt, trong số đó Quảng Tây, Quảng Đông và Vân Nam bị lũ lụt nghiêm trọng. Ngày hôm nay, tại thị trấn Đại Đường, huyện Tân Thành, thành phố Lai Tân, Quảng Tây, có 3 học sinh bị lũ cuốn trôi, 2 anh em bị thiệt mạng trên đường đến trường. Theo người dân địa phương, một số học sinh từ làng Lu Ẩn, huyện Sinh Trang, thành phố Li Bin, tỉnh Quảng Tây đã đi xe tải đến trường học và trường mẫu giáo trong thị trấn vào sáng hôm đó. Xe bị lũ chắn ngang đường, tài xế yêu cầu các em học sinh xuống xe và đi bộ. Hậu quả là do nước chảy xiết, 3 học sinh không may bị trượt chân rơi xuống nước. Trong số những học sinh đã được giải cứu kịp thời, tính mạng của học sinh đó không bị nguy hiểm sau khi được giải cứu. Nhưng 2 học sinh đã bị cuốn vào gành và càng ngày càng lao ra xa. Khi dân làng tìm thấy 2 học sinh này sau đó thì cả 2 không còn thở nữa. Ngoài ra, huyện Bình Nguyên, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông cũng hứng chịu lũ lụt. Dòng nước lũ cuốn trôi đường xá, phương tiện bị ngập trong nước. Người dân Thâm Quyến cũng đang đi bộ trên đường phố trong nước và những chiếc ô tô cũng trôi nổi trong nước. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán huyện Quy Bài, tỉnh Vân Nam ngày hôm qua cũng thông báo, lượng mưa lớn tại địa phương cũng gây ra nhiều nơi lũ lụt nguy hiểm, khiến cho hơn 120.000 người tại 12 thị trấn bị ảnh hưởng bởi các mức độ khác nhau, hơn 150 ngôi nhà bị hư hại, hơn 130 con đường và cây cầu bị sập. Các cơ sở thông tin liên lạc và điện cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tại huyện Quảng Nam, huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam cũng bị mưa lũ tàn phá nặng nề, đường xá sụt lún gây ra sạt lở, đổ sập nhà cửa, cây cối gãy đổ, xe cộ trôi dạt theo gành thác. Tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc cũng đã hứng chịu mưa lớn kể từ cuối tháng trước và lượng mưa ở nhiều nơi đã phá kỷ lục trong lịch sử. Theo báo cáo chính thức, dân số bị ảnh hưởng ở Quảng Đông đã lên tới 1,41 triệu người và ít nhất 7 người đã chết. Trong số đó, Chao San là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị lũ lụt bao vây trong vòng 5 ngày. Một số nạn nhân phàn nàn rằng các nguồn cung cấp cứu trợ tư nhân đã bị chính phủ chặn lại. Mưa lớn đã tấn công Quảng Đông, trong đó khu vực Triều Sơn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quận Triều Dương và Triều Nam của Sán Đầu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê chính thức, tổng cộng 279 trường tiểu học và trung học cơ sở bị ngập nặng. Một số trường bị ngập sâu tới 2 mét và không thể đi học lại như dự kiến. Ngày hôm qua, tại thị trấn Simabu, quận Chao Nan, 3 em nhỏ đã bị nước cuốn trôi và tử vong. Và đêm qua, một người cha và con gái bị điện giật chết ở làng Gao Mai, thị trấn Đông Phen, quận Chao An, thành phố Thiểu Châu. Nước, điện, thực phẩm trong khu vực thiên tai đã bị cắt trong nhiều ngày và nhiều người đã gửi tin nhắn yêu cầu giúp đỡ. Ông Đin, một người dân ở thị trấn Jinzhao, quận Triều Dương, thành phố Sán Đầu phàn nàn rằng
Mặc dù địa hình địa phương tương đối thấp nhưng hệ thống thoát nước của chính quyền chưa được thực hiện tốt. Thông thường khi trời mưa sẽ bị ngập hàng chục cm. Trận lũ lụt này là một sự lặp lại của lịch sử. Ông Vinh nói không có điện, không có nước, mà nước cũng không rút. Hôm nay là ngày thứ 5 tôi bị mắc kẹt trong nhà. Khi nước ngập sâu nhất, nó cao hơn 3 mét chạm tới tầng 2. 5 năm trước cũng đã bị ngập một lần, đến bây giờ vẫn ngập. Chắc chính quyền vẫn chưa cải thiện được hệ thống thoát nước. Chính quyền bỏ mặc cho người dân không cứu trợ. Có rất nhiều người đi lấy đồ dùng và thực phẩm cứu trợ từ các tình nguyện viên tự tổ chức, nhưng chính phủ đã ngăn họ lại và nói rằng họ sẽ vào vùng thảm họa nhân danh chính phủ để cứu trợ thiên tai. Bà Sen, một người dân ở quận Trào An, thành phố Triều Châu, khóc lóc nói với phóng viên rằng việc cống bị tắc là nguyên nhân khiến nước tù đọng nhiều ngày. Bà chưa bao giờ thấy chính quyền cử người đến để khơi thông cống. Bà Sen cho biết nước ngập rất sâu, tôi đã phải chịu rất nhiều mất mát. Tôi đã khóc khi nước tràn vào, máy móc và mọi thứ đều hỏng hóc. Cống thoát nước bị tắc và nước dâng lên rất nhanh khi trời mưa. Nước vừa rút được một đoạn vào đêm qua, nay trở lại mưa, nó lại đầy. Đường đầy bùn đất, khó đi và không ai dọn dẹp. Cục Dân Chính tỉnh Quảng Đông đã báo cáo rằng vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày hôm qua, 29 quận trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ với dân số là 1,41 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,515 tỷ nhân dân tệ và 64.400 ha cây trồng bị hư hỏng. Ngoài ra, Libo Wenhua Si Hoang và Miao Antonomous Prefecture của tỉnh Vân Nam cũng bị lũ lụt, giao thông bị gián đoạn, nhiều ngôi nhà đã bị hư hại, 5 người bị thiệt mạng, 5 người bị thương và 16 người mất tích. Thưa quý vị và các bạn, gần đây ngoại trừ khu vực phía Tây của tỉnh Hải Nam thì tỉnh Hải Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn và gây ngập úng. Hơn 300 ngôi làng bị nước nhấn chìm, 1,3 triệu người bị ảnh hưởng, trường học tại các thị trấn ở Hải Khẩu đã đóng cửa nhiều ngày, người dân đã xảy ra khủng hoảng do thiếu lương thực. Đồng thời, một cơn bão mạnh có thể tiến thẳng vào đảo Hải Nam trong vài ngày tới, khiến tình hình địa phương càng thêm khó khăn. Theo các báo cáo, trong một đợt mưa lớn mới ở Hải Nam đã nhấn chìm 300 ngôi làng và hơn 700 hồ chứa tiềm ẩn nguy hiểm. Hồ chứa Wan Si Hao Linh ở thị trấn Long Quang, thành phố Hải Khẩu đã gặp nguy hiểm vào chiều thứ Tư. Ông Hoang từ thị trấn Long Quang nói với phóng viên rằng khu vực địa phương đã hết lương thực. Ông Hoang cho biết ở đây nhiều thiên tai lắm, hồ chứa của chúng tôi gần như bị sập, nông dân không có gì để ăn và đang chết đói. Nước ở đây ngập rất sâu và chúng tôi không thể thoát ra ngoài. Dân làng và các quan chức chính quyền ở thị trấn Long Quang tiết lộ rằng tình hình thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng và các trường học bị ngập lụt nghiêm trọng đã phải đóng cửa trong nhiều ngày. Ông Ly cũng cho biết gà vịt cũng bị lũ cuốn trôi, rau và gạo cũng hết sạch, cơ bản là không có thức ăn để mua, đường xá thì không thể đi lại được. Vào mấy ngày trước, tất cả các trường tiểu học đều đóng cửa. Một quan chức chính phủ cho biết mực nước trên sông Nan Su đã ngập đến tầng 1 và trường học không thể tổ chức các lớp học. Chúng tôi đã nghỉ hè từ ngày đầu tháng và bây giờ chúng tôi không thể ra ngoài. Thiệt hại nghiêm trọng do nước ngập sâu, nhiều thứ không thể di chuyển ra ngoài. Có đến 50 đến 60 căn phòng bị sập. Những nơi bị ngập nước bị cắt điện và không có nước sạch. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, siêu bão số 5 sẽ đi vào khu vực phía đông của Biển Đông từ đêm ngày thứ 5 đến rạng sáng ngày thứ 6. Trong vài ngày tới, các khu vực ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến sẽ có mưa dông lớn gây ra ngập úng và lũ lụt trên núi, sạt lở đất và các thảm họa khác. Kính thưa quý vị khán giả, một lần nữa, huyện Ninh Quynh, tỉnh Phúc Kiến lại xảy ra lũ lụt thảm khốc. Thông báo chính thức của Trung Quốc vào tối ngày thứ 5 cho biết, theo thống kê tối qua, tổng cộng 60 người đã chết. Nhưng ước tính của người dân đưa ra số người chết lên tới hàng nghìn người và nhiều người khác vẫn đang mất tích. Cư dân tại thị trấn Bando, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã chỉ trích chính quyền địa phương cố tình che đậy số người chết nhằm trốn tránh trách nhiệm về việc xả lũ thiếu chính đáng của hồ chứa. Theo thông báo chính thức của Phúc Kiến, tính đến 18 giờ ngày hôm qua, 69 người đã thiệt mạng, 6 người mất tích tại tỉnh Phúc Kiến do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Trong số đó, 60 người chết ở Minh Quynh, quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một cư dân mạng đã tung tin rằng hơn 40 người đã chết ở làng Tang Cô và hiện đang có hơn 800 xác chết trong đợt lũ lụt này đã bị thiêu trong lò hỏa táng trong 2 ngày qua. Một người dân giấu tên ở làng Tang Cô, thị trấn Ban Sông. Tin tức chính thức và số liệu thống kê chắc chắn là sai sự thật. Tôi có thể chắc chắn rằng có hơn 60 người, có hơn 40 chết ở quê hương Tang Cô của tôi. Nhiều người không thể tìm thấy những xác chết đào lên ở những nơi tương đối trũng mấy ngày không đốt được. Bây giờ chúng tôi rất tức giận vì chính quyền không làm gì cả, lại còn đưa tin sai sự thật như vậy. Người dân thị trấn Ban Dông cho biết có 3 hồ chứa địa phương do tư nhân thuê nuôi cá, trong đó có một hồ bị nứt do xả lũ không đúng quy trình nên nước ngập đến tầng 2, toàn bộ nhà đã bị sập và không thể tránh được, rất nhiều người chết một cách đáng tiếc. Vì vậy, họ đã che đậy sự thật. Ông Liu, một chủ cửa hàng ở thị trấn Ban Dông cho biết nước từ hồ chứa được xả ra quá nhanh, nhiều thế hệ người dân chưa bao giờ thấy một lượng nước lớn như vậy. Nó đã nhấn chìm Sang Hoang, Ta Hoang, Ban Dông, Bai Si Hông và Bai Si Hàng. Cũng có rất nhiều người chết, khoảng 100 hay khoảng 1.000 người và chính phủ thậm chí không báo cáo điều đó. Theo dữ liệu chính thức mới nhất từ Minh Quynh, tính đến 18 giờ ngày thứ 3, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới khoảng 95.500 ha, 8.299 ngôi nhà bị sập,
tất cả 11 thị trấn ở phía Nam, bao gồm Ban Dông, Ta Si Hoang, Sen Hoang đều bị ảnh hưởng, nước, điện, thông tin liên lạc bị cắt. 1/3 dân số của quận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với khoảng 116.900 người và thiệt hại kinh tế khoảng 5,23 tỷ nhân dân tệ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trong bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất trong những chương trình tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.